Cháu Bình núi đá vùng cao xin kính chào tất cả các ông các bà, cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cháu Bình núi đá vùng cao. Cháu Bình xin kính chúc tất cả các ông các bà, cô chú anh chị xem được thuyết video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại thì cháu Bình đang có mặt tại nhà anh em cháu Tùa và cháu Nô mồ côi, bố mất mẹ bỏ đi lấy chồng. Như tất cả các ông bà thế thì các anh em thợ thì cũng đã đào xong những cái lỗ hàn rào quanh hết cái khu vực đất của anh em rồi. Và nhà của anh em thì ở dưới kia. Sỏi bột đá thì cũng đã để trên này, để anh em làm trên này thì sẽ được dùng trên này. Còn vẫn sẽ chuyển một số vật liệu đi xuống dưới kia để mà làm cái công việc ở dưới kia thì sẽ dùng ở dưới kia. Xin chào bà. Nô đi đâu rồi? Nô đi. Nô nhớ hôm nay là nhớ tỏ. Ừ. Đấy, bà đi đâu về, đi dưới này về, Nô đang ở trên nhà bà rồi. Cháu Bình đang nói chuyện với bà ấy, bảo là bà đi sang nhà xong là đưa cháu Nô sang đây. Chắc là hôm qua các bác không thấy Nô, các bác cũng rất là nhớ Nô rồi. Đây là hai cái lỗ, cái cổng vào ấy các bác ạ. Cái cổng vào để lúc mà anh em đi ra ngoài thì có thể là khóa cổng vào. Rồi là có hàng rào nữa thì sẽ an toàn hơn. Đấy, nuôi bò, nuôi lợn thì nó sẽ rất là an toàn, an ninh sẽ rất là tốt. Đấy, cái đất thì cũng từ đây nên là cũng đã đào cái hàn rào. Đây là một cái hàn rào rất là kiên cố các bác nhé, làm rất là kiên cố, có cả cột bê tông. Đấy, các bác yên tâm, làm rất là kiên cố nên là các bác yên tâm nhé. Ở đây con đường thì anh em cũng đã đào xong như này rồi. Cháu Bình sẽ đi qua một vòng cho tất cả các ông các bà, cô chú anh chị được theo dõi nhé. Đấy, con đường thì cha Wisen cũng nói là cứ làm đơn giản thôi các bác ạ, làm đơn giản cho nó đi đỡ bẩn thôi, cũng không phải làm quá cầu kỳ. Đấy, cứ làm bình thường. Anh em thợ thì cũng đã đổ xong một nửa đây rồi, cái con đường đi vào trong nhà rồi. Đấy, sửa xong làm cho nó gọn gàng như này các bác ạ. Đấy, đổ bê tông luôn nhé các bác nhé, không phải là vừa đâu. Đấy, đổ bê tông luôn. Đấy, đổ bê tông như này thì mình đi gọi là đỡ hơn là được rồi. Đấy, cũng đã khô rồi, cái này là hôm qua đổ rồi các bác ạ. Đấy, con đường bê tông nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, đi xe máy bình thường. Đấy, bây giờ là chắc là bé Nô ấy sẽ nhảy tung tăng đi con đường này các bác ạ, không cần phải leo dốc như thời gian trước nữa, sẽ nhảy tung tăng luôn. Đấy, chơi rất là vui luôn. Đấy, không sợ nữa. Đấy, các bác thấy đây rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, làm xong như này thì lúc mình đi lại thì cho nó đỡ thôi các bác ạ. Đấy, vì là trên kia thì cũng là đường nhỏ. Đấy, cũng là đường nhỏ, tất cả đều là đường nhỏ hết, nên là làm như này là quá là đẹp rồi. Ngày hôm nay thì cháu Bình cũng có mua thêm ống nước cũng như là mua thêm thức ăn đến cho anh em thợ ấy. Đấy. Đấy, xin chào anh nhá. Đấy, thì mới đi trở về. 150m nữa các bác ạ. Rất là lúc mình đi làm ấy thì phải vòng rất là nhiều. Lúc mà đi trộn vứa này rồi làm ấy cần phải làm rất là nhiều nữa, nên là cháu Bình cũng mua thêm 150m nữa. Là mua cả máy mọi thứ vào đây, mua dầu than. Lúc đấy lấy được trên kia thì gọi anh em ra trở về. Trên kia thì xe rùa, có xe rùa nữa các bác nhé. Đấy, xe máy là đi ngon lành vào đây luôn các bác ạ. Đấy, ngon lành. Đấy, không lo nữa. Anh em thợ là có 4 người nhỉ, anh Minh nhỉ? À 4 người. À 4 người nhỉ. Anh tên gì quên mất tên này. Thì Chính. À, anh Chính nhỉ? Đấy, anh Chính. Ôi cẩn thận nha anh nha. Cẩn thận nha. Cái xe rùa hơi cồng kềnh. Ừ, xe rùa là hơi cồng kềnh tí. Anh cứ dừng xe ở đấy thôi để anh em phụ. Cái xăng này thì anh em để cẩn thận nhá. Để tránh vào cái bếp lửa nhá. Để bên ngoài. Để bên ngoài thôi. Cái này không phải lấy, cứ để bên ngoài nhá. Rồi để trong nhà là sợ nó lúc mà mình nấu ăn ấy hơi nguy hiểm nhá. Anh Chính đẹp trai lắm. Đấy, hôm nay là cũng chở được xe rùa về đây à. Đấy, xe rùa rất là đẹp nhỉ. Hơi quá là đẹp luôn. Phải có xe rùa phụ thì anh em thợ làm nó mới dễ các bác ạ. Không dùng xô thôi thì nhiều khi làm nó rất là chậm. Muốn tiến độ nhanh là phải có đầy đủ cái công cụ hỗ trợ.
Đấy, có xe rùa này. Có một anh là đang trở về máy về bên ngoài rồi phải anh? Anh đấy là tên gì nhỉ? Anh Thắng à? Ơ hello anh. Chào anh Bình nhá. Ừ, đây là rau củ quả này các bác ạ. Đấy, có cả thịt cá này, rau củ quả trong này hết. Đấy, cuộc sống của anh em thợ các bác thế đấy. Nó cũng khá là vui. À, tuy nhiên thì nó cũng thiếu thốn nhiều cái ấy. Nên là đấy, giúp đỡ cho anh em thợ một chút nào đó các bác ạ. Mua thịt, mua thức ăn, mua rau vào đây. Đấy, còn bé Nô thì cũng mua thêm sữa vào đây cho bé Nô nữa. Bé Nô thì mỗi ngày chó Bình cũng vào đây thường xuyên ấy, nên là mỗi lần vào thì cũng mua ít một cho bé Nô, để cho bé Nô ăn không phải thừa quá. Đấy, thừa quá là không tốt các bác. Đấy, gạo vẫn còn này, mì tôm này, thịt cá này. Nói chung này mua đập thịt lợn, rất là nhiều thịt cá, nhiều loại rau củ quả. Đấy, anh em thợ rồi là bà rồi là ông bà rồi là cháu Nô sẽ cùng nhau ăn hết ở trong này. Trong này thì cũng hơi chật. Đấy, đồ dùng của anh em này rất là nhiều luôn. Thì anh em sẽ máy bơm nước đấy các bác ạ. Đấy, phải có máy bơm nữa thì mới dùng nó mới dễ hơn. Có máy bơm này, có vòi thì lúc mình làm việc ấy thì mình có thể kéo nước đi xa hơn đấy các bác ạ. Đấy, để lúc mà đi làm cái hàng rào cần phải di chuyển nước rất là xa với lại vứa, nên là phải mua thêm nhiều đồ đạc cho anh em thợ để anh thợ làm cái công việc nó sẽ nhanh hơn, đỡ vất vả hơn. Đấy, bé Nô đến đây rồi. Hello Nô đây rồi. Xin chào. Hay là một tàu. Xin chào. Xin chào ngoan quá. Về về anh. Ba mẹ nhá, bỏ nhá. Từ từ nhá. Ôi từ từ. Ôi Nô vội quá các bác ạ. Vội quá. Nô anh ơi. Đây. Ba. Ba ừ. Nô anh ơi mùa nó mò bể nhưng mà lỗ. Ừ. Mẹ nó tin là nhau mà đi là nó tham mê. Bye bye. Nó tha. Nó tha. Tha bạn này. Ờ đi ăn bánh. Nó tha. Nó tha bạn này. Đi ăn bánh nhá. Ăn bánh nhá. Đấy, bà đi lên trên nhà có chúc Việt rồi, bên đâu. Xin chào nào, xin chào đi ăn, con là mình mới đi ăn bánh nào. Cháo. Các ông. Các bà. Đúng rồi, bye bye, xin chào. Xin chào, đúng rồi, ngoan quá, ngoan tuyệt vời. Đấy, bên đâu, cho các bác nhìn bên đâu lâu lâu ở trước nhá. Chân đi uống sữa nhá. Đấy, hôm nay sạch sẽ này, hôm nào cũng sạch sẽ như này thì yêu quá. Đấy, Nô là phải sạch sẽ như này các bác ạ. Lúc nào là cũng phải sạch sẽ. Đấy, một tí sẽ ăn thịt sau nhé. Bây giờ là cứ xuống ăn bánh trước. Đấy, thịt thì sẽ ăn sau. Đấy, xuống đây. Cháu Bình để đồ đạc ạ. Đồ đạc cũng khá là nhiều đấy các bác ạ. Trong nhà thì hơi tối một chút rồi. Rồi, vậy đây. Vậy đây anh bé anh lấy bánh cho ăn trước đã. Ăn bánh xong là một tí sẽ ăn thịt, ăn rau. Sữa này nó rất là hóng rồi. Xin thưa với tất cả các bà cô chú anh chị ạ, cái công trình diễn ra rất là thuận lợi. Bây giờ thì anh em thợ cũng bắt đầu là đổ đường bê tông rồi, những cái hố hàn rào thì cũng đã đào xong, bây giờ là sẽ làm xong con đường nữa thì sẽ đổ những cái cột bê tông rồi sẽ bắt đầu là làm. Rồi là sẽ cho mình sẽ mua thêm cái lưới B40 vào đây ấy để dạp quanh thu đất. Này, em bé. Hai anh em đấy các bác ạ, hai anh em. Ai cũng nói bảo là hai anh em giống nhau. Đấy. Cũng mong muốn là giống nhau thôi nhỉ. Giống nhau ấy, sau này lớn lên là sẽ là rất là yêu thương luôn các bác ạ. Anh em thì cũng chỉ mong yêu thương nhau. Lúc chó nô nhỏ thì yêu chó Nô, thương chó Nô. Khi nào chó Nô lớn lên thì có thể là cùng anh Bình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Rồi là sau này chó Nô lớn lên đi học xong 12, thích thì đi học đại học. Rồi là sau này cuộc sống của chó Nô tốt thì có thể là về giúp đỡ bà con nữa các bác ạ. Đấy. Giúp đỡ cho tương lai, cho đất nước, đấy, cho cộng đồng các bác ạ. Đấy, một điều rất là tốt, bởi vì bây giờ cháu còn rất là nhỏ ấy thì có thể là đi học là sẽ giỏi,
Đấy. Chứ ở trong vùng quê này thì không biết khi nào mới thoát nghèo. Đấy, hiện tại thì làm tất cả những cái công trình này thì cũng là cho anh em, sau này anh em lớn thôi. Nhưng mà anh em lớn rồi thì cũng phải tự đi làm, tự cần cù, phải tự đi làm. Đấy, uống từ từ nhá em bé nhá, uống từ từ thôi. Uống từ từ thôi. Uống từ từ thôi. Đấy, cho nô ăn bánh. Ăn bánh trước. À, một tí thì tầm trưa, bây giờ vẫn còn là buổi trưa. Buổi sáng tầm 9 giờ 10 giờ thôi các bác ạ. Thì tầm buổi trưa các anh em thợ nấu cơm thì nô với ông bà sang đây thì sẽ ăn chung luôn. Ăn chung luôn. Là hôm nay thì cũng mua được rất là nhiều đồ ăn vào đấy. Bánh. Bánh để đây thì sẽ lấy cái vỏ bánh đi vứt nhá. Bà sẽ bảo nô mang đi vứt. Giờ mang cái vỏ bánh đi vứt, mang cái vỏ đi vứt bên kia. Mang cái vỏ đi vứt nha, đúng rồi. Các bác thấy chưa? Hôm nay rất là sạch sẽ, tuy nhiên là hôm nay thấy nô lại không đi dép. Khao nè, khao nè. Chạy khao luôn thì là dép đâu rồi, dép đâu rồi. Không đi dép à? Chạy khao nè. Chỉ mất khao là không sao. Đấy, chắc là nô quen rồi. Nhưng mà cũng rất là vui khi bà cũng chăm sóc nô cũng sạch sẽ lắm, tương đối sạch sẽ các bác nhé. Đây, bánh bánh này. Bánh bánh ăn bánh này. Đấy, uống sữa hết chưa? Ờ, vẫn còn sữa đấy. Đúng rồi, vừa uống vừa ăn. Vừa uống vừa ăn, đúng rồi. Ngon. Tóc dài quá, để chú tranh thủ, anh tranh thủ, anh sẽ cắt cho nhé. Bánh đây, bánh của nô. Nô cứ ăn đi, không có ai tranh đâu. Thì anh tủa về đấy. Thì anh tủa về là sẽ cho anh tủa ăn bánh, uống sữa nữa. Rồi là ăn thịt, ăn rau, ăn cá. Chỉ mong hai anh em luôn khỏe mạnh các bác ạ. Để sau này hai anh em lớn lên, hai anh em nhớ ơn thì hai anh em sẽ báo đáp công ơn của các cô, các chú, các bác, cũng như là cha nuôi, cha nuôi sen. Nhưng mà đa số thì tất cả các mạnh thường quân thì giúp hai anh em thì cũng không cần báo đáp các bác ạ. Chỉ cần hai anh em lớn mạnh khỏe thôi. Có một số cô gọi điện ra khóc luôn các bác ạ. Bảo là thương hai nô quá, nô với tủa quá. Đấy, chỉ mong là hai anh em lớn lên rồi là hai anh em khỏe mạnh thôi, không cần cái gì cả. Đấy, nô uống xong là nô tự mang hột sữa đi vứt nha. Để trong đấy, đúng rồi, để trong bếp. À, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Về đây, về anh, về anh. Không, không, về đây anh bế nhá. Về đây anh bế. Ừ, đúng rồi, cần bánh đấy. Đúng rồi, ở đây. Anh cho ngồi nhá, anh cho ngồi đây, ngồi đây. Anh em này ăn bánh này ngon quá nhỉ. Các bác ạ, ngày hôm nay thì trời vẫn rất là nắng luôn đấy. Tuy nhiên thì trời nắng này thì sẽ tốt cho anh em thợ làm việc đấy, vì là trời nắng thì anh em thợ làm sẽ tiến độ nó sẽ nhanh hơn. Đấy, trời nắng thì đi lại rất là da đen luôn các bác ạ. Năm nay đi cả mấy tháng nay rồi đấy. Mà không phải chỉ riêng hoàn cảnh của anh em cháu nô đâu đấy, thời gian trước cháu mình cũng đi kết nối rất nhiều hoàn cảnh, cũng như là có các cô chú ông bà ấy bảo là hoàn cảnh trên vùng cao nghèo quá, cháu Bình làm hai anh em rồi là tranh thủ đi xem tham những cái hoàn cảnh khác nữa, thì cháu Bình cũng xin nhất trí ấy, và cháu Bình sẽ cố gắng để mà làm cho anh em, cũng như là sẽ đi kết nối cho những cái hoàn cảnh khác nữa. Đấy, bên nô này, bên nô tự đi ngồi ăn một mình bên kia kìa. Ôi dồi ôi. Ngoan quá nhỉ. Mâm mâm, ngon ngon, ăn. Ăn. Bây giờ thì cháu Bình vào đây thì cháu Bình cũng hạn chế nói tiếng Hờ Mông ấy, toàn nói tiếng phổ thông thôi. Đấy. Ăn bánh này, ăn bánh, ăn sữa này, ngon quá các bác ạ. Nô rất là ngoan luôn. Đấy, nô rất là ngoan, cũng như là tủa cũng rất là ngoan. Đấy, ăn uống này, ăn uống rất là đáng yêu luôn các bác ạ. Đấy, ăn nhá. Ăn từ từ đi, ăn từ từ, ăn ngon miệng nhá. Đấy, anh em thợ đang ở bên ngoài nói chuyện vui đùa các bác ạ. Đấy. Để nấu ăn bánh đi. Ăn xong rồi hàng bắp nhá. Ăn đi, cho nô hết, không có ai lấy đâu, cho nô hết, ừ, để vào trong này, cho nô hết, không ai lấy đâu nhá. Ngày hôm nay thì cũng là ngày nghỉ rồi, chắc là một tí tủa sẽ về, tủa sẽ cùng rất là nhiều các bạn về các bác ạ.
nào, hai cái, nào, nào. Ừ, nào. Nào. Này, ăn rất là ngon luôn. Ừ, không nghịch, không nghịch. Ăn đã. Thời gian này thì cũng có các anh em thợ vào đây ấy, thì các anh em thợ cũng ở cùng với em Nô nữa. Đây, em Nô cũng rất là vui. Vui lắm các bác ạ, làm xong con đường rồi chắc là đi lại nó sẽ rất là dễ thôi. Đấy, đi lại nó sẽ vui hơn. Đấy, rất là thương luôn. Ăn đi, cái này không nghịt nữa, để anh. Không nghịt, ăn bánh không nghịt. Đóng vào, đóng vào, đúng rồi, đóng vào. Đóng vào cho anh, đóng vào, đúng rồi, như này. Đấy, giỏi chưa? Cho mình sẽ đi ra ngoài cho các bác xem bên ngoài nhé. Anh em thợ tân sự vui quá nhỉ anh nhỉ. Vui quá nhỉ. Em à, xem tí. Ôi nhanh quá nhỉ, làm xong thu hết nóc. Anh vào đây em nhờ tí nhỉ. Đây em nhờ tí. Đấy, thế là anh em làm xong, thế là chuẩn bị lập thôi nhỉ anh nhỉ. Đây là anh chủ thầu các bác. Bây giờ thì chiều sẽ là lập luôn à? Chiều không lập thì đi lán lán đường, làm đường phải không? Làm đường xong là hôm nào lập cũng được. Nói chung là mình làm xong như này thì lập dễ thôi. Đấy, em thích nhất là cái này này. Đấy, mình hàn cái này. Hàn cái này giữ mấy cái sắc kia thì rất là tuyệt vời các bác ạ. Nó đã chắc chắn rồi nhưng mà mình hàn như này thì nó sẽ cứng hơn. Ê, Nô ra đây rồi kìa. Nô ra đây với anh rồi kìa. Ê, Nô vui nhỉ anh nhỉ? Ăn bánh thì vui rồi. Được ăn bánh vui rồi. Có cả trôn bò này, đi chơi vui lắm đấy, các bác thấy. Thế bây giờ trời nắng quá chắc là anh em cũng nghỉ nấu cơm chưa ăn rồi nhỉ? Nghỉ ăn trưa xong là tí chiều làm sao nhỉ? Còn cái má này thì làm xong, lập xong mới làm hả anh? Nếu mình làm thì không có chỗ đậu đấy. À đúng rồi. Hẹp quá. Hẹp quá. Ừ. Nào làm xong thì... Vâng, các anh cứ xem cái nào nó hợp lý thì anh cứ làm nhé. Vâng. Làm cái mán chuồng bò đấy. Đây làm cái mán các bác ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, dùng những cái sắt này làm rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là dùng sắt làm thì nó sẽ được lâu hơn các bác ạ. Đấy, nó sẽ lâu hơn. Các bác thấy nhá, anh em thợ hàn này. Cái này cũng phải sơn vào nhá, sơn vào hết. Cháu mình là sẽ mua sơn vào đây sơn sau. Đấy. Đục như này thì gió, kể cả gió giật cấp 10 cũng không hỏng được các bác ạ. Cũng không bay nóc được. Đấy, phải làm chắc chắn như thế. Đấy, lập mái thì cũng lập qua đây một chút để cho mưa nó không tạt được vào trong chuồn bò, chuồn dê. Đấy, các bác thấy nhá, thừa rất nhiều sát bên này để mình sẽ lập ra ngoài một chút. Đấy, làm được một cái chuồng bò như này cũng không phải là dễ đâu các bác ạ. Rất là mất rất là nhiều công sức, nhiều tiền của thì mới làm được. Một lần nữa thì con cũng xin cảm ơn cha Wilson cũng như là các quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các quý khán giả rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng với kênh Nô Đá Vùng Cao. Chào mình. Ôi dồi ôi, yêu quá. Lại theo anh vào đây chơi rồi mà không đi dép nữa. Thôi vào nhà đi, vào nhà đi. Ở đây sợ một tí ngá đấy. Đi vào nhà không ra đây nữa. Đúng rồi, vào nhà thôi, không ra đây nữa. Đây, nhà của hai anh em thì các bác thấy rồi. Cháu mình cũng có chia sẻ rất là nhiều thước phim, thước video. Đấy. Nô này, Nô này. Các bác thấy Nô. Nô vừa ăn bánh vừa đi chơi này. Đấy, vui quá, vui cực kỳ luôn đấy các bác ạ. Thì anh em nấu cơm rồi thì mới ăn nhá, Nô nhá. Đợi anh em nấu cơm xong rồi mới ăn chung nhá. Đấy, Nô thì ăn cơm thì không phải như là các cháu nhỏ 1-2 tuổi các bác ạ. Ăn cơm như người lớn, tự múc tự ăn luôn. Không cần ai bón. Tự lập từ nhỏ các bác ạ. Tự lập từ lúc 1 tuổi rồi. Bây giờ là ăn uống là tự lập. Mang đi để đi. Để anh lấy cái bánh này đi cướp hộ cho. Anh cướp hộ cho nhá. Một tí anh tủa về. Tủa nhá. Thế tủa là đó nó nhá. Mang đi để chỗ này đi, để chỗ này. Không cho cầm nữa, tự mang đi. Đây các bác ạ. Nắng quá anh em thợ cũng đang nghỉ.
Cháu Bình là tranh thủ là ghi hình một chút cho các bác cập nhật liên tục cho các bác xem. Và cháu Bình đang tính cũng như là đang chuẩn bị để mà làm một cái bể nước nữa các bác ạ. Với lại một lần nữa cháu Bình cũng xin bật mí cho tất cả các bà là làm xong cái công trình phụ này ấy, thì có lẽ là sẽ phải đào một chút đất xem là chỗ nào hợp lý. Mà cháu Bình thấy ở đây cũng không có chỗ nào rộng một chút để làm ấy. Cháu Bình sẽ xem xét xem là chỗ nào hợp lý thì cháu Bình sẽ làm một cái chỗ gọi là nghỉ mát đấy các bác ạ. Để mà làm một cái gian nhà nhỏ nhỏ để mà không cần phải quá ấy đâu các bác ạ. Làm tạm ấy, làm để cho lúc mà xong cái công trình đấy thì cha cũng có cái ý tưởng, ý kiến là cha muốn giúp cho các cháu nhỏ trong cái xóm này đấy, một tuần là sẽ ăn một bữa cơm. Ơ, lên đây. Ơ, tin anh à, tin anh, không thấy anh, tin anh à. Ơ, về đây, về đây, đẹp quá, giống cao nhở. Đẹp quá, đường đẹp quá rồi. Đấy, đi vui quá nhở. Vui quá nhở. Đẹp trai chưa, đẹp trai, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Không cho chạy đi đâu nhá. Nè. Chạy đi đâu? Cẩn thận ngã, không được chạy ngã từ từ thôi. Ừ ngã, ừ từ từ thôi, không được chạy nhanh ngã nhá. Ấy nô này. Rất là vui luôn. Chạy đi tiếp vào trong nhà là có cái đường bê tông đi vui lắm. Ấy lúc đấy cháu Bình đang nói dở ấy thì sẽ nấu cơm cho các cháu nhỏ trong xóm này, mỗi tuần là ăn một bữa cơm miễn phí. Và cái đó thì phải đợi làm xong cái công trình phụ này cũng như là làm xong cái ngôi nhà to ở trên kia, trên cái mảnh đất kia cho tủa nữa, xong thì mới tập trung làm nhá. Thì mỗi tuần là cháu Bình sẽ vào đây nhờ anh em nấu cơm cho cả xóm đấy, các cháu nhỏ, mà bởi vì các cháu nhỏ cũng thiếu chất đấy các bác ạ, ăn cơm cũng không đủ, không có thịt, nên là sẽ tổ chức những bữa cơm cho em đấy, cho các em ăn để cho các em có sức đi học thông minh hơn các bác ạ. Sẽ mua rau cải để là nấu cháo, nấu thịt cho các anh em ăn, rất là vui luôn các bác nhá. Để cháu Bình sẽ xem cái đất nào mà nó làm được thì cháu Bình sẽ làm, sẽ đào móng rồi sẽ làm một cái nhà để mà ăn cơm, gọi là nhà ăn cơm các bác nhé, làm cái chỗ để ăn cơm đấy. Còn trong nhà là vẫn là nhà ở, nhà ngủ thôi. Và cái này thì cháu Bình cũng sẽ sửa lại đấy, cái này sẽ sửa lại bàn cái tấm lập và sẽ đun nấu ở một cái gian bên này, sẽ làm gọi là làm một cái bên trái nhà, nhưng mà sẽ lập bàn cái tấm lập để mà đun nấu ăn bên này, không đun nấu ở trong nhà nữa cho đỡ bụi các bác ạ. Nhê, theo anh, lại đi lấy bánh rồi, lại đi lấy bánh ăn rồi. Bánh này thì ăn thoải mái các bác nhé, bánh này thì... Ây ơi, tốt quá, cần cho anh thợ nữa. Xin nha. Nó ôi, tốt quá nhỉ. Anh không ăn đâu, để anh cho anh cảm ơn thôi. Nha. Đấy, nó tốt quá nhỉ. Tốt nha. Có biết lấy bánh cho anh thợ đấy anh nhỉ. Vâng. Quá là phục nô luôn. Thế là ngoan đấy. Đấy, ngoan cực kỳ luôn đấy, biết lấy bánh cho anh ăn này. Thank you.
Cháu Bình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân, cha ở bên Mỹ, các ông các bà, quý khán giả đã luôn luôn quan tâm và đồng hành cùng với kênh Cháu Bình Đồn Đá Vùng Cao. Ngày hôm nay thì cháu Bình cũng vào đây chia sẻ công trình phụ cho tất cả các ông bà, cô chú, anh chị, quý khán giả cùng nhau theo dõi rồi. Còn bây giờ cháu Bình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô chú, anh chị trong những video tiếp theo trên kênh Cháu Bình Đồn Đá Vùng Cao. Xin chào, xin cảm ơn.